Cách để tự thiết kế video game. Thiết kế game, trò chơi điện tử không phải là một việc đơn giản, nhưng nếu bạn có ý tưởng hay ho cần thực hiện, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu. Với xu hướng phát triển độc lập ngày càng mở rộng, việc thiết kế game cũng dễ dàng hơn hoặc ít tốn kém hơn. Hãy áp dụng hướng dẫn trong bài viết này để bắt đầu thiết kế và tạo game trong mơ của bạn và chia sẻ với cả thế giới. Phần 1. Đặt những viên gạch đầu tiên. 1. Chọn thể loại. Mặc dù mỗi game thành công đều có đặc điểm riêng, nhưng hầu hết tất cả các game đó đều được xếp vào một thể loại nhất định. Hãy xác định loại game mà bạn muốn tạo và tìm hiểu các game cùng thể loại. Một số thể loại game phổ biến gồm có các game arcade, bắn súng, xếp hình, hành động, đua xe, mạo hiểm, chạy không ngừng nghỉ, nhập vai, bắn súng góc nhìn thứ nhất, bắn súng góc nhìn thứ ba, nhập vai có cốt truyện theo kiểu Nhật Bản, nhập vai điều khiển nhân vật, thủ thành, kinh dị, đối kháng, hài hước, sinh tồn. 2. Chọn nền tảng. Nền tảng mà bạn chọn để phát triển trò chơi có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển. Nền tảng quyết định cách điều khiển game. Game trên điện thoại thông minh thường được điều khiển bằng cách chạm và nghiêng, còn game trên máy tính sử dụng bàn phím và chuột, riêng máy chơi game sử dụng bộ điều khiển. Mặc dù vậy, hầu hết game máy tính trên thị trường cũng hỗ trợ bộ điều khiển. Tất cả những nguyên tắc này đều có ngoại lệ, nhưng bạn sẽ dễ dàng thiết kế game khi chọn một phương pháp điều khiển cụ thể. Nếu muốn thiết kế game cho iPhone, bạn cần tải trò chơi lên Apple Store từ máy tính Mac. Tuy nhiên, ngoại lệ duy nhất là Godot Engine cũng cho phép bạn tạo game cho iPhone trên hệ điều hành Linux, hữu ích khi bạn không có máy Mac. 3. Lập bản thiết kế sơ bộ. Phần nội dung này chỉ nên gói gọn trong một trang, nhưng sẽ là huyết mạch của game do bạn tạo ra. Đây là trang có những ý tưởng chủ chốt của game và giúp bạn nhận biết thiết kế của mình có khả thi hay không. 4. Đặt ra giá trị cốt lõi. Đây là phần có vai trò tạo động lực cho trò chơi. Những câu đơn giản này thể hiện tinh thần của trò chơi. Thường xuyên xem lại giá trị cốt lõi để đảm bảo trò chơi vẫn đáp ứng các mục tiêu cơ bản. Một vài giá trị cốt lõi là: game này mô phỏng trạm không gian, game này cho bạn cảm giác như đang lái xe thật, game này chuyên kiểm tra phản ứng của người chơi. 5. Liệt kê các tính năng. Đây là phần giúp game của bạn trở nên khác biệt so với những game cùng thể loại. Hãy bắt đầu với việc liệt kê các ý tưởng. Tiếp theo, biến các ý tưởng đó thành câu hành động. Bạn cần viết khoảng 1 đến 15 tính năng. Ví dụ, ý tưởng, cấu trúc trạm không gian. Tính năng, xây và quản lý trạm không gian. Ý tưởng, tổn hại từ các tiểu hành tinh. Tính năng, cố gắng sinh tồn trong môi trường nguy hiểm, bao gồm các tiểu hành tinh, bức xạ mặt trời và sao chổi. Việc liệt kê các tính năng giúp bạn bổ sung đầy đủ từng tính năng vào tài liệu thiết kế. Các tính năng được viết trên giấy cũng giúp bạn tập trung vào dự án và tránh lan man vì có thêm nhiều ý tưởng khác trong quá trình thiết kế. Tiếp tục xem lại các tính năng cho đến khi bạn hài lòng vì chúng đã có trong trò chơi do bạn thiết kế. 6. Nghỉ ngơi. Bỏ bản thiết kế sơ bộ vào ngăn kéo và cố gắng không nghĩ về nó trong khoảng 1 hoặc 2 tuần. Bạn chỉ nên xem lại bản thiết kế với góc nhìn mới. Việc này giúp bạn xác định liệu dự án có đáng theo đuổi hay không, hoặc liệu bạn có cần xem lại bản phác thảo hay không. Phần 2. Viết tài liệu thiết kế. 1. Viết thông tin chi tiết. Tài liệu thiết kế là huyết mạch của trò chơi. Đây là nội dung chứa phần mô tả chi tiết hành động, cốt truyện, thiết lập, hình ảnh và nhiều yếu tố khác của trò chơi. Định dạng của tài liệu không quan trọng bằng nội dung. Tài liệu thiết kế có vai trò quan trọng khi bạn quản lý một nhóm lập trình viên và nghệ sĩ. Hãy đảm bảo tài liệu được viết riêng cho họ thay vì hướng đến người chơi. Tránh viết mơ hồ. Thay vào đó, bạn cần biết rõ cách thực hiện từng hành động trong trò chơi. Không phải trò chơi nào cũng có tài liệu thiết kế và không có tài liệu thiết kế nào giống nhau. Bạn có thể sử dụng các bước này làm hướng dẫn, nhưng đừng ngại điều chỉnh tài liệu theo yêu cầu của trò chơi. 2. Viết bản mục lục. Mỗi khía cạnh của trò chơi đều phải được đề cập trong bản mục lục. Yếu tố duy nhất không cần thêm vào là câu chuyện, trừ khi nó có liên kết với hành động trong trò chơi. Viết mục lục như thế bạn đang viết hướng dẫn dành cho người chơi, bắt đầu với những phần bao quát, chẳng hạn như việc tả nhân vật, trận đấu và giao diện chính, và bổ sung thêm nhiều phần phụ cho từng mục. Xem mục lục như phần phát thảo của trò chơi, bạn sẽ bổ sung thêm thông tin cho từng mục trong bản. 3. Viết thông tin chi tiết cho từng mục. Sau khi lập mục lục, bạn sẽ cụ thể hóa phần hành động. Hãy dành thời gian xem kỹ từng chi tiết để bạn không bị bối rối khi bắt đầu lập trình. Mỗi hành động phải được giải thích cụ thể để bạn không gặp rắc rối khi thực thi. 4. Tham khảo ý kiến của người khác hoặc nhóm hỗ trợ. Tùy thuộc vào từng cách tiếp cận mà quá trình thiết kế trò chơi sẽ cần đến sự hợp tác, ý kiến của người khác có thể giúp bạn tập trung vào trò chơi và nhận ra những phần thiếu sót.
đảm bảo người đánh giá game biết bạn muốn phát hành nó. Người đó có thể sẽ không bình luận chi tiết nếu nghĩ rằng đó chỉ là một ý tưởng. Nếu bạn định tham khảo ý kiến của người thân, thường là cha mẹ, hãy nhớ rằng họ có lẽ sẽ nhận xét ít khách quan hơn người đánh giá trò chơi thông thường. Bạn vẫn có thể nhờ họ xem xét, nhưng họ không nên là nguồn tham khảo duy nhất. Phần 3. Bắt đầu lập trình. 1. Chọn chương trình lập trình. Đây là chương trình nền tảng vì có một loạt công cụ phát triển giúp cho việc thiết kế game trở nên dễ dàng hơn. Quy trình tạo trò chơi bằng loại chương trình này sẽ tiết kiệm thời gian và ít phức tạp hơn so với khi bạn tự mày mò không cần trợ giúp. Bạn sẽ tìm được rất nhiều chương trình lập trình dành riêng cho những nhà phát triển độc lập. Những chương trình này thường giúp bạn dễ dàng điều chỉnh phần đồ họa, âm thanh và AI. Mỗi chương trình đều có ưu và khuyết điểm, một số chương trình thích hợp hơn với đồ họa 2D, còn số khác chỉ dành cho đồ họa 3D. Trong khi đó, một vài chương trình yêu cầu người dùng phải có kiến thức lập trình. Mặc dù vậy, vẫn có một số công cụ phát triển game không cần kiến thức lập trình. Nhiều chương trình có thu phí bản quyền, đặc biệt là loại có mục đích thương mại. Bạn có thể tham khảo các chương trình phát triển độc lập phổ biến sau. Unity, chương trình 3D nổi tiếng, dễ dùng và linh hoạt. Unity cũng hỗ trợ phát triển game 2D. Unreal Engine, chương trình thích hợp với nhóm nhiều người dùng. Nhiều trò chơi AAA đã được tạo bằng chương trình này. Nó còn có Visual Scripting, ngôn ngữ lập trình trực quan, được gọi theo mặc định là Blueprint. Godot Engine, chương trình nguồn mở, miễn phí, được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây. Những người đóng góp đã bổ sung nhiều tính năng khác vào mẫu bản phát hành. Chương trình này cũng có Visual Scripting và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. Người dùng có thể sử dụng nó để tạo trò chơi 2D và 3D. Game Maker Studio, một trong những chương trình tạo game 2D phổ biến nhất. RPG Maker Series, chương trình lập trình trực quan dành cho những trò chơi nhập vai 2D theo kiểu truyền thống Nhật Bản. Sox, chương trình 3D phổ biến liên tục cập nhật và điều chỉnh. Project Spark, chương trình 3D tối ưu hóa dành cho người dùng thông thường. 2. Tìm hiểu chương trình đã chọn hoặc tìm người am hiểu. Tùy thuộc vào chương trình đã chọn mà bạn sẽ phải có một lượng kiến thức lập trình nhất định, kể cả chương trình cơ bản nhất, cũng cần bạn dành thời gian tìm hiểu cách sử dụng. Nếu phần lập trình vượt quá khả năng của bạn, hãy học thêm hoặc thuê người hỗ trợ. Đây sẽ là giai đoạn đầu của phần lập nhóm. Nếu bạn không biết lập trình, người mà bạn cần thuê đầu tiên là nhân viên lập trình. Phần đồ họa và âm thanh có thể xử lý sau. Bạn cần thiết lập bản mẫu, chạy thử trước khi tiếp tục dự án. Bạn nên kết nối với cộng đồng những nhà phát triển độc lập. Nhiều người tham gia các dự án vì những lý do và lợi ích khác nhau. Đây là lúc tài liệu thiết kế trò chơi phát huy hiệu quả vì giúp bạn tập trung vào ý tưởng ban đầu. 3. Lập bản chạy thử. Sau khi quen với chương trình đã chọn, bạn cần tạo bản chạy thử của trò chơi. Bản chạy thử này là phần thử nghiệm cơ bản của các chức năng cốt lõi trong trò chơi. Bạn không cần tạo đồ họa hoặc âm thanh cho bản chạy thử. Chỉ cần dùng những vật tượng trưng đơn giản, chẳng hạn như khối lập phương hoặc hình vẽ đơn giản và một vùng thử nghiệm nhỏ. Thử nghiệm và cải biến bản chạy thử nhiều lần để đảm bảo trò chơi không nhàm chán, ghi chú những điểm chưa tốt hoặc chưa hiệu quả và xem lại các hành động liên quan. Nếu bản chạy thử không vui, có thể bản chính thức cũng vậy. Luôn có những tính năng có vẻ đơn giản hoặc khả thi nhưng lại không hoạt động khi bạn tiến hành thiết kế trò chơi. Bản chạy thử sẽ thay đổi nhiều lần và bạn vẫn đang xem xét những điểm tốt và chưa tốt. 4. Cải tiến phần điều khiển. Chức năng cơ bản nhất của game là người chơi tương tác với trò chơi thông qua điều khiển đầu vào. Dùng bản chạy thử để đảm bảo toàn bộ phần điều khiển đều hoàn thiện. Trò chơi có phần điều khiển thiếu chuyên nghiệp sẽ khiến người chơi khó chịu. Ngược lại, trò chơi có phần điều khiển được thực thi hoàn hảo sẽ hỗ trợ kỹ năng cho người chơi. Phần 4. Tạo tài nguyên. 1. Xem xét yêu cầu của dự án. Tùy thuộc vào quy mô của dự án mà yêu cầu đồ họa sẽ có nhiều khác biệt. Một số trò chơi chỉ có vài hình dạng và màu sắc đơn giản. Nhưng trò chơi có tính năng phức tạp phải được tạo bởi nhóm nhiều họa sĩ và đội ngũ thiết kế âm thanh. Hãy đặt mục tiêu thiết thực cho các tài nguyên trong trò chơi và thuê người phù hợp. Hầu hết những trò chơi độc lập đều được tạo bởi một nhóm nhỏ, đa phần là một người. Nếu bạn tự làm dự án, thời gian thực hiện sẽ kéo dài hơn, đặc biệt là khi bạn muốn tự tạo toàn bộ tài nguyên. Có rất nhiều tài nguyên miễn phí trên các cộng đồng phát triển trực tuyến. Tuy nhiên, hãy luôn đảm bảo mọi thứ mà bạn dùng không vi phạm bản quyền của người khác. 2. Tạo bản phát thảo đồ họa. Để hình dung phần đồ họa của trò chơi, bạn cần thêm đồ họa vào bản chạy thử và bắt đầu mở rộng bản chạy thử thành trò chơi hoàn chỉnh.
bạn có thể sử dụng nhiều phong cách, đồ họa điểm ảnh theo phong cách cổ xưa, thường là một trong những phong cách phổ biến được nhiều nhà phát hành độc lập ưa chuộng. Nguyên nhân là vì đồ họa điểm ảnh tốn ít thời gian và chi phí sáng tạo, nhưng vẫn cho ra đời trò chơi đẹp mắt. Nếu có nhiều thời gian và nhân lực, bạn có thể cân nhắc việc sử dụng đồ họa 3D. Việc tạo mô hình 3D cơ bản có thể thực hiện chỉ với một người, nhưng các chi tiết phức tạp hơn sẽ cần nhiều thời gian hơn. Các mô hình 3D thường cần thêm nhiều chi tiết khác. 3. Thiết kế thế giới hoặc cấu trúc của trò chơi. Sau khi tạo xong phần đồ họa, bạn có thể kiến tạo cấu trúc của trò chơi. Tùy thuộc vào phong cách của trò chơi mà bạn cần tạo nhiều cấp độ hoặc khu vực chơi. Nếu muốn tạo trò chơi xếp hình, bạn có thể thiết kế các mẫu xếp hình. 4. Phát triển tài nguyên đồ họa. Tùy thuộc vào từng phong cách đồ họa mà bạn có thể dùng nhiều chương trình khác nhau để tạo tài nguyên đồ họa. Một số chương trình phổ biến gồm có Blender. Đây là một trong những chương trình nguồn mở phổ biến nhất trong lĩnh vực thiết kế mô hình 3D. Có vô số hướng dẫn trực tuyến trên mạng giúp bạn bắt đầu và thao tác nhanh chóng. Photoshop. Chương trình này cần thiết trong quá trình tạo họa tiết và việc tạo hầu hết đồ họa 2D. Tuy nhiên, đây là lựa chọn khó phí. Vì vậy, nếu bạn lo lắng về tiền, hãy thử Gimpy, chương trình nguồn mở miễn phí thay thế cho Photoshop, vì có hầu hết các chức năng giống với Photoshop. Pen.net. Đây là chương trình nguồn mở thay thế cho PenShop Pro và sẽ cho phép bạn tạo đồ họa 2D dễ dàng mà không tốn phí. Chương trình này đặc biệt hữu ích đối với việc tạo đồ họa điểm ảnh 2D. Adobe Illustrator. Đây là chương trình hữu ích đối với đồ họa vector. Mặc dù vậy, lựa chọn này tốn phí. Nếu bạn có tài chính eo hẹp, hãy thử Inkscape, chương trình nguồn mở miễn phí thay thế cho Illustrator. 5. Thu âm tài nguyên âm thanh. Phần thiết kế âm thanh có vai trò khiến người chơi nhập tâm vào trò chơi. Bất kể bạn có dùng âm thanh hay không, thời điểm và cách sử dụng hiệu ứng âm thanh như thế nào, hay sử dụng nệm nói, tất cả đều ảnh hưởng đến cách người chơi kết nối với trò chơi. Bạn có thể tìm được nhiều đoạn thu âm mạnh mẽ và miễn phí cùng phần mềm tạo âm thanh trên mạng Internet. Cân nhắc việc sử dụng các yếu tố này nếu bạn có tài chính eo hẹp hoặc làm việc độc lập. Tạo hiệu ứng âm thanh bằng những vật dụng ở quanh nhà. Phần 5. Kết hợp các yếu tố. 1. Dành nhiều thời gian chơi trò chơi. Khi bạn xây dựng mỗi khía cạnh của trò chơi, hãy chơi thử để đảm bảo bạn cảm thấy vui và có liên kết. Nếu khu vực hoặc ý tưởng nào có vẻ còn thiếu sót hoặc thiết lập chưa ổn, bạn cứ cải tiến hoặc cắt giảm. Khi tất cả các cấp độ, kiểu xếp hình hoặc khu vực chơi đã hoàn thiện, bạn cần chơi thử để đảm bảo có trải nghiệm thú vị từ đầu đến cuối. 2. Tập trung vào giá trị cốt lõi. Trong quá trình phát triển, bạn cần liên tục kiểm tra xem trò chơi có giữ nguyên giá trị đó hay không. Đảm bảo bạn bám sát vào danh sách tính năng và bạn không bị kẹt và nhiều chi tiết bổ sung khác. 3. Liên tục trau chuốt. Thường xuyên xem lại phần đồ họa, âm thanh và thiết kế để trau chuốt các mép còn thô và làm nổi bật phong cách khác biệt của trò chơi. Khả năng trau chuốt nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào nhiều phong cách đồ họa mà bạn đã chọn. Phần 6. Thử nghiệm trò chơi. 1. Tìm lỗi. Sau khi bạn đã có trò chơi mượt mà từ đầu đến cuối, đây là lúc bắt đầu tìm các cách phá nó. Việc tìm lỗi trong trò chơi và sửa chúng là bước đầu tiên để đảm bảo có nhiều người chơi. 2. Thực hiện những hành động mà bạn thường không thử. Bạn cần thử hết tất cả các cách tương tác mà người chơi có thể thực hiện, đảm bảo người chơi không dễ dàng lách luật hoặc phá luật của trò chơi. Việc kiểm tra lỗi có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí tương đương với thời gian tạo trò chơi. Nếu có nhiều người hỗ trợ bạn trong việc thử nghiệm trò chơi thì bạn có thể tìm và sửa được nhiều lỗi. 3. Ưu tiên sửa lỗi. Nếu bạn tìm thấy một loạt lỗi nhưng thời gian sửa lỗi có hạn, hãy đảm bảo các lỗi nghiêm trọng khiến trò chơi bị phá hủy được xử lý trước. Ví dụ, nếu có lỗi cho phép người chơi nhận điểm cao, vô hạn trong trò chơi tính điểm, bạn cần đảm bảo lỗi này được sửa ngay lập tức. 4. Quan sát cách chơi của những người khác. Bạn có thể mời vài người bạn thử trò chơi. Hãy quan sát cách họ tiếp cận các thử thách và cách họ tương tác với thế giới trò chơi. Có thể họ sẽ cố gắng làm những việc mà bạn nghĩ không ai sẽ làm. Phần 7. Phát hành trò chơi. 1. Kiểm tra quy định của công cụ lập trình đối với việc phát hành các chương trình đã chuyển đổi. Mỗi công cụ lập trình đều hỗ trợ những nền tảng nhất định và một số công cụ còn yêu cầu các loại giấy phép khác cho từng nền tảng. Ví dụ, với Game Studio, bạn có thể phát hành trên Windows và Mac OS X với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng bạn phải nâng cấp lên phiên bản chuyên nghiệp và phải trả thêm phí để phát hành phiên bản di động. 2. Quảng cáo trò chơi. Khi bạn sắp phát hành trò chơi, hãy bắt đầu việc thu hút sự chú ý. Đăng một số ảnh chụp màn hình và video giới thiệu hành động của trò chơi trên các diễn đàn trò chơi phổ biến.
liên hệ các trang tin tức trò chơi và cho họ biết rằng trò chơi của bạn sẽ sớm phát hành. Nhớ giới thiệu cách tải, mức phí và tóm tắt của trò chơi. Tạo trang web cho công ty trong quá trình phát triển để bạn có thể tăng lượt người theo dõi, lập diễn đàn cho trò chơi của bạn là cách giúp cho những người hâm mộ trao đổi với nhau. Và việc thường xuyên cập nhật trang web có thể thu hút thêm sự chú ý. 3. Chọn dịch vụ phân phối. Một số nhà phát triển độc lập sẽ quảng bá trò chơi trên trang web, nhưng lựa chọn này tiêu tốn nhiều chi phí và một số máy chủ không thể hỗ trợ khả năng tải cần thiết cho trò chơi thành công. Một vài kênh phân phối phổ biến hỗ trợ phát hành trò chơi độc lập trên máy tính Windows, Mac OS X và Linux như sau: Steam, Desura, Humble Store, GOG. Game di động cần được phát hành thông qua cửa hàng ứng dụng của dòng máy đó, chẳng hạn như Apple App Store, Google Play Store, v.v. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho máy chơi game, Xbox Live, PlayStation Network, v.v. Mỗi dịch vụ sẽ thu mức phí khác nhau dựa trên doanh thu của trò chơi. Hãy tìm hiểu để chọn loại phù hợp với bạn. Hầu hết dịch vụ đều có kênh dịch vụ khách hàng, với những người đại diện có thể trao đổi trực tiếp với nhà phát triển. 4. Hỗ trợ trò chơi. Sau khi phát hành trò chơi, bạn nên hỗ trợ tài chính để sửa lỗi và quảng bá nội dung. Trong thời đại phân phối kỹ thuật số, trò chơi được cập nhật nhanh hơn bao giờ hết. Có thể lỗi sẽ xảy ra khi có lượng lớn người chơi tham gia trò chơi cùng lúc. Hãy thực hiện những gì cần thiết để sửa lỗi ngay khi có thể. Lời khuyên, đừng mong đợi việc làm giàu sau một đêm. Hãy nhớ rằng đam mê thiết kế trò chơi là chính, còn kiếm tiền là phụ. Sẽ có người không tin bạn làm được việc này. Tuy nhiên, nếu bạn nghiêm túc, kết quả sẽ nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt. Luôn nghĩ đến người chơi, đây là trò chơi dành cho trẻ em, trẻ vị thành niên hay người lớn. Câu trả lời sẽ hỗ trợ bạn trong việc quảng cáo. Ví dụ, trò chơi dành cho trẻ em nên được quảng cáo trên kênh thiếu nhi thay vì trên báo và chương trình đêm khuya. Bắt đầu bằng việc thiết kế những trò đơn giản. Đừng nghĩ đến việc kiếm tiền kể cả khi đó là mục tiêu của bạn và tập trung vào việc tạo ra trò chơi yêu thích. Bạn sẽ biết khi đến lúc kiếm tiền. Không có công thức chung trong việc tạo trò chơi. Hãy xem bài hướng dẫn này như phần thông tin tổng quát và bám sát quy trình phù hợp nhất với bạn. Cảnh báo, dành nhiều thời gian nghiên cứu để biết việc thiết kế game có phù hợp với bạn hay không. Thiết kế game sẽ không thú vị như khi chơi game. Nhiều game thủ trẻ muốn thiết kế game vì thích thú với game. Tuy nhiên, chơi game và tạo game là hai việc khác nhau. Bạn sẽ phải chơi game và lặp lại một việc trăm ngàn lần và thậm chí nhiều năm. Một số game thủ, những người kiên nhẫn, có thể không gặp khó khăn, nhưng số game thủ khác sẽ bỏ cuộc sau vài tháng vì cảm thấy nhàm chán. Tránh đánh giá AO từ ASRB. Nếu không, những nhà bán lẻ và cửa hàng trực tuyến sẽ không muốn bán game của bạn. Việc tự đánh giá trò chơi không đơn giản, nhưng bạn có thể xem những trò chơi đã nhận đánh giá AO và so sánh với trò chơi của bạn. Có thể bạn sẽ gặp trở ngại trong quá trình thực hiện, nhưng đừng nản lòng. Việc thiết kế game thú vị cần nhiều thời gian, nhưng kết quả hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của bạn.